Kính thưa bà Champhipa Phuthakul, nguyên đại sứ Thái Lan, giám đốc tổ chức Virtu. Kính thưa bà Unira Ratanaphuk, tổng lãnh sự Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa toàn thể quý vị, lời đầu tiên tôi xin đại diện cho trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh xin gửi lời chào trân trọng đến toàn thể quý vị khách quý cùng các bạn nhỏ của đoàn sức trẻ đến từ Vương quốc Thái Lan. Kính thưa toàn thể quý vị, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn là một thành viên của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh với vị trí và vai trò là một trong những đơn vị đào tạo nghiên cứu hàng đầu khu vực phía Nam và cả nước trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn luôn là trung tâm thu hút sự hợp tác và giao lưu với nhiều cơ quan, đơn vị học thuật đến từ nhiều quốc gia trong khu vực, trong đó có Thái Lan. Thông qua sự hỗ trợ từ phía chính phủ, các trường đại học cũng như các đơn vị ngoại giao của Thái Lan và Việt Nam, nhiều sinh viên bộ môn Thái Lan học thuộc khoa Đông Phương của trường đã nhận được nhiều suất học bổng có giá trị, khuyến khích học tập, nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa Thái. Đơn cử là học bổng nâng cao trình độ tiếng Thái tại Đại học Sakharivirot, học bổng khuyến khích học tập của Tổng lãnh sự quán Thái dành cho sinh viên có thành tích tốt ở bộ môn Thái Lan học. Để tạo điều kiện cho sinh viên Việt Nam có cái nhìn thực tế và cụ thể hơn về đất nước Thái Lan, hàng năm nhà trường đều cử sinh viên bộ môn Thái Lan tham dự chương trình Đại sứ hữu nghị do Tổng lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan tổ chức. Thông qua các hoạt động trong chương trình, sinh viên được tham quan các địa điểm lịch sử văn hóa nổi tiếng như làng Hữu Nghị, nhà Non Non, gặp gỡ kiều bào Việt Nam đang sinh sống ở miền Đông Bắc Thái Lan, trao đổi học thuật, giao lưu văn hóa với sinh viên của nhiều trường đại học Thái Lan. Ngoài ra, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cũng có nhiều mối quan hệ hợp tác với các trường đại học Thái Lan như Đại học Ratanaphuk, Đại học Chulalongkorn, Đại học Khon Kaen với nhiều hình thức khác nhau. Trong thời gian vừa qua, bộ môn Thái Lan học đã đại diện cho nhà trường tổ chức các buổi giao lưu với sinh viên và giảng viên đến từ các trường đại học của Thái Lan như Đại học Thammasat, Đại học Bangkok. Năm 2017, trường cũng tiếp nhận các thực tập sinh đến từ Đại học Khon Kaen đến thực tập và tìm hiểu văn hóa Việt Nam dưới sự quản lý của bộ môn Thái Lan học. Hôm nay, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn rất hân hạnh được đón tiếp đoàn đại sứ thanh thiếu niên của tổ chức Virtu do bà Champhipa Phuthakul, giám đốc tổ chức Virtu. Đối với nhà trường, chương trình là cơ hội cho đại sứ trẻ của Thái Lan được tìm hiểu nhiều hơn về đất nước Việt Nam thông qua hoạt động giao lưu văn hóa của sinh viên nhà trường và bộ môn sinh viên bộ môn Thái Lan học, tăng cường sự kết nối giữa nhân dân hai nước, phát triển mối quan hệ song phương hợp tác hữu nghị. Nhân cơ hội này, thay mặt nhà trường, tôi trân trọng cảm ơn Tổng lãnh sự Hoàng gia Thái Lan, ban tổ chức đoàn đại sứ trẻ đã tạo điều kiện cho sinh viên hai nước có cơ hội được giao lưu gặp gỡ. Chúc cho mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Thái Lan cùng phát triển và thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.